tin Top Gun Nga ngày 26 tháng 8 đưa tin, quân đội Nga đã liên tiếp giành được 3 bước tiến lớn tại quận Pokrov, tỉnh Donetsk, khiến tình hình thành phố Pokrov, pháo đài kiên cố của Ukraine trong khu vực, trở nên nguy ngập hơn. Đầu tiên, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn làng Kalinovo, quận Pokrov, tỉnh Donetsk, khu định cư duy nhất ở hữu ngạn hồ chứa Kalovskoye, nơi lực lượng vũ trang Ukraine vốn đóng quân. Theo tờ Argumenti i Fakti Nga, cờ Nga đã được kéo lên tại Kalinovo. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo hơn 30 khu định cư theo hướng Pokrov và Torets đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong những ngày gần đây. Các đoạn video ghi lại cảnh những lá cờ Nga được kéo lên tại trung tâm các khu định cư ở Pokrov và Torets đã được công bố làm bằng chứng. Top Gun cho biết, trước đó 4 ngày, các đơn vị tác chiến của Ukraine đã bắt đầu rút lui khỏi Kalinovo, nhưng thời điểm đó, quân đội Nga mới chỉ kiểm soát được một nửa khu định cư. Phần còn lại nằm trong vùng xám, vùng vẫn đang tranh chấp. Việc Nga giành được quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Kalinovo sẽ làm phức tạp đáng kể tình hình đối với các đơn vị Ukraine đóng tại khu định cư Kalovka, quận Pokrov, từ đó khiến tình hình thành phố Pokrov trở nên nguy cấp hơn. Đối với Kiev, việc để mất thành phố Pokrov có thể gây ra những hậu quả ở quy mô chiến lược. Cùng với bước tiến tại Kalinovo, theo Top Gun, quân đội Nga đã đột phá hàng phòng thủ của lực lượng Ukraine tại Tây Nam Grodovka, quận Pokrov, tiến vào khu định cư này từ hai phía Đông và Nam. Tại Tây Nam Grodovka, quân đội Nga giành quyền kiểm soát thêm 4 km2 lãnh thổ, đẩy lùi lực lượng Ukraine qua sông Zurabka, con sông hiện đang chia địa bàn Grodovka thành hai phần. Nhằm ngăn cản bước tiến của Nga, Ukraine đang tăng cường triển khai máy bay không người lái UAV. Trong khi đó, lực lượng Nga ứng phó bằng cách sử dụng các hệ thống phun lửa hạng nặng để phá hủy các điểm vận hành UAV của Ukraine. Tại Novogrodovka, nằm ở phía tây Pokrov, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát khoảng một nửa khu định cư này. Argumenti i Fakti cho biết thêm rằng quân đội Nga đã thiết lập quyền kiểm soát đối với cây cầu đường sắt ở phía tây Novogrodovka. Đây là một khu vực quan trọng của mặt trận. Nếu giành quyền kiểm soát hoàn toàn Novogrodovka, Nga có thể tước đi cơ hội luân chuyển và cung cấp đạn dược của Ukraine. Hiện tại, lực lượng Ukraine gần Pokrov đang tìm cách che chắn để tạm rút lui về Memrik, quận Bakhmut, tỉnh Donetsk. Hãng thông tấn TASS cho biết, trong ngày 26 tháng 8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Stanislavovich Sysky đã có cuộc điện đàm với tướng Christopher Cavoli, tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu, để thảo luận về tình hình mặt trận. Tôi đã có cuộc trò chuyện với tướng Christopher Cavoli, tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu. Tôi đã thông báo với ông Cavoli về tình hình và diễn biến các hoạt động quân sự ở nhiều hướng khác nhau của mặt trận. Ông Sysky thông báo qua kênh Telegram cá nhân, đồng thời cho biết hai phía đã thảo luận về việc tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine. Cuộc điện đàm được diễn ra sau khi ông Sysky đã có cuộc họp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tại cuộc họp, ông Zelensky lần nữa nhấn mạnh hướng Pokrov là hướng khó khăn nhất với Ukraine hiện nay do các hoạt động tấn công mạnh mẽ nhất của lực lượng Nga. Ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu qua video đăng trên kênh Telegram cá nhân ngày 26 tháng 8, các quyết định đã được đưa ra để củng cố vị trí của chúng tôi. Lầu Năm Góc cũng đã lên tiếng trước bước tiến của Nga theo hướng Pokrov. Trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 8, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết Mỹ đang theo dõi chặt chẽ bước tiến của Nga ở Pokrov. Ông Ryder nói, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Phía Nga đang có những bước tiến dần dần ở đó, Pokrov. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi, tham vấn với phía Ukraine để hiểu rõ nhu cầu của họ, từ đó giúp họ bảo vệ lãnh thổ của mình. Theo tờ Economist Anh, Pokrov nằm ở phía tây bắc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk, DPR, cách thành phố Donetsk 55 km. Đây là cửa ngõ tiến vào khu vực Dnepropetrovsk và toàn bộ bờ trái của sông Dnieper, đồng thời là ngã ba đường sắt lớn nhất ở phía tây Donbass. Ngày 19 tháng 8, Ukraine đã công bố yêu cầu sơ tán bắt buộc đối với các gia đình có trẻ em tại Pokrov. Bên cạnh đó, theo Economist, các quan chức địa phương cũng đã rời đi. Tình hình của lực lượng Ukraine gần Pokrov đang xấu đi. Đại tá Pavel Fedosenko, chỉ huy Trung đoàn 92 lực lượng Ukraine cho biết lực lượng của họ tại đây gần như không được nghỉ ngơi. Trong khi đó, nói với Economist, một binh sĩ trực thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 59 với mật danh Dublin tin rằng các vấn đề của quân đội Ukraine đang trở nên trầm trọng hơn do những mệnh lệnh thiếu sáng suốt.
Sau khi Nga ồ ạt tấn công Ukraine ngày 26 tháng 8, Ukraine đang chuẩn bị đáp trả bằng vũ khí do chính nước này sản xuất. Thông tin trên do Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov chia sẻ trên mạng xã hội Facebook. Cụ thể, ông Umerov viết, điều này một lần nữa chứng minh rằng, để giành chiến thắng, chúng ta cần có khả năng tầm xa và dỡ bỏ hạn chế đối với các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của đối phương. Ukraine đang chuẩn bị đáp trả, vũ khí là do chính chúng ta sản xuất. Ngay trước phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ Ukraine phát triển một loại vũ khí tấn công mới có tên Palianitsia, được mô tả là sự kết hợp giữa tên lửa và máy bay không người lái, còn gọi là tên lửa không người lái. Ông Zelensky cho biết Palianitsia đã được sử dụng để chống lại Nga. Theo tờ Kyiv Independent, trong bài phát biểu buổi tối 26 tháng 8, ông Zelensky nói rằng ông đã thảo luận với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Oleksandr Syrsky về việc đẩy lùi cuộc tấn công hàng loạt gần đây của Nga, cũng như phản ứng tiềm tàng của Ukraine đối với những cuộc tấn công này. Ông Zelensky nói, mỗi cuộc tấn công như vậy khơi lại vấn đề về khả năng tầm xa. Nhu cầu lực lượng phòng thủ của chúng ta phải có đủ vũ khí tầm xa có thể khống chế đối phương. Đây là chiến thuật ứng phó tốt nhất mà mỗi đối tác của chúng ta có quyền và sẽ sử dụng để tự bảo vệ mình. Kyiv từ lâu đã lập luận rằng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp đang kìm hãm nỗ lực quân sự của nước này. Trong khi đó, các đối tác phương Tây tin rằng việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ có thể là nguyên nhân dẫn đến leo thang. Hồi tháng 5, Mỹ cho phép Ukraine sử dụng bệ phóng tên lửa đa nòng HIMA, tên lửa GMLRS và pháo binh nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga gần biên giới Ukraine. Tuy nhiên, Mỹ và Anh vẫn cấm Ukraine sử dụng tên lửa ATAC-MS do Mỹ sản xuất và tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất để tấn công sâu hơn vào bên trong nước Nga. Đài BBC đưa tin trong ngày 26 tháng 8, Nga đã tiến hành một trong những cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine. Tư lệnh không quân Ukraine Mykola Oletchuk thông báo Nga đã phóng 127 tên lửa và 109 máy bay không người lái UAV. Trong số đó, Ukraine đã bắn hạ 102 tên lửa và 99 UAV. Ông Oletchuk gọi cuộc không kích kết hợp này là cuộc tấn công trên không lớn nhất. Tên lửa và máy bay không người lái Nga nhắm vào hơn một nửa các khu vực của Ukraine. Cơ sở hạ tầng điện bị tấn công, gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng. Toàn bộ Ukraine ở trong tình trạng báo động không kích và người dân tìm nơi trú ẩn. Nga sau đó xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, vốn là một trong những chiến thuật lâu dài của Moscow. Trong những tháng gần đây, Nga đã nối lại chiến dịch tấn công vào lưới điện, gây ra tình trạng mất điện thường xuyên trên khắp Ukraine. Reuters đưa tin ngày 26 tháng 8, tập đoàn quân sự tư nhân Wagner cho biết họ chỉ hoạt động ở châu Phi và đồng minh của Nga là Belarus, khiến các binh sĩ của nhóm không còn tham chiến trong xung đột ở Ukraine nữa. Wagner cho hay, không còn binh sĩ nào của tập đoàn hoạt động trong lực lượng vệ binh quốc gia Nga, trong hàng ngũ Bộ Quốc phòng Nga hay bất cứ đơn vị nào khác. Việc Wagner khẳng định rằng nhóm không tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở giai đoạn này. Nếu tình hình có sự thay đổi thì nhóm sẽ thông báo. Trước đó, vào ngày 25 tháng 8, Ukraine đã kêu gọi Belarus rút lực lượng triển khai dọc theo biên giới chung giữa hai nước. Theo phía Ukraine, lực lượng này bao gồm lực lượng đặc nhiệm Belarus và cựu lính đánh thuê Wagner. Đặc biệt tại Ukraine, Wagner từng tham gia rất sâu rộng trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, nhất là cuộc giao tranh dài ngày giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut của Ukraine hồi năm 2023. Trong diễn biến liên quan đến tình hình chiến sự Nga-Ukraine, ngày 26 tháng 8, TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không của Nga đã ngăn chặn và tiêu diệt 20 máy bay không người lái UAV của Ukraine tại 7 khu vực ở miền nam nước Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không trực chiến đã ngăn chặn và tiêu diệt 20 UAV cánh cố định, 9 chiếc UAV trong số đó đã bị bắn hạ trên vùng Saratov, 2 chiếc UAV trên các vùng Bengoros, Bryan và Tula, 1 chiếc UAV trên các vùng Orion và Ryazan. Thống đốc vùng Saratov Roman Busagin trước đó cho biết, vào sáng sớm ngày 26 tháng 8, lực lượng phòng không đã tiêu diệt các máy bay không người lái. Ông chia sẻ thêm, có báo cáo rằng các mảnh vỡ của UAV bị bắn hạ đã rơi xuống các tòa nhà dân cư ở các thành phố Saratov và Engel. Giới chức y tế khu vực sau đó báo cáo rằng có 4 thường dân bị thương, trong đó có một người phụ nữ nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau các cuộc tấn công bằng UAV của quân đội Ukraine vào đêm qua ở khu vực Saratov.
Các lực lượng quân đội Nga đang chuyển quân từ những khu vực mặt trận ít ưu tiên hơn ở Ukraine đến tuyến liên lạc ở vùng Kursk của Nga. Đặc biệt, các quân nhân trước đây từng đóng tại các mặt trận Kharkov và Siversk cũng như ở khu vực Chasivya đã được phát hiện tại đây. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK đã ghi nhận việc triển khai các đơn vị từ Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 810, Lữ đoàn Bộ binh Hải quân số 155 và Lữ đoàn Đổ bộ Cận vệ số 11 của Nga đến vùng Kursk. Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy, lãnh đạo quân đội Nga gần đây đã chuyển một số đơn vị của Trung đoàn Đổ bộ Cận vệ số 56 từ mặt trận Dropotin ở phía tây vùng Zaporizhia đến vùng Kursk. Mặc dù ISVK chưa quan sát thấy các báo cáo xác nhận sự hiện diện của Trung đoàn Đổ bộ Cận vệ số 51 trong các hoạt động chiến đấu tại vùng Kursk, nhưng sự có mặt của họ phần nào được thể hiện qua cuộc họp báo của chỉ huy Trung đoàn này với ông Putin cùng các chỉ huy của các đơn vị khác mới được chuyển đến khu vực. Ngoài ra, cũng có thông tin về sự dịch chuyển của các đơn vị Nga từ Kharkov và Chasivya. Quân đội Nga dường như phải đối mặt với áp lực để tránh chuyển lực lượng khỏi các mặt trận chính nhằm chiếm thị trấn Pokrov ở vùng Donetsk. Do đó, có khả năng Nga sẽ tiếp tục chuyển các lực lượng từ các chiến dịch ít ưu tiên hơn ở các khu vực khác để tăng cường phòng thủ tại vùng Kursk. Trong bối cảnh đó, blogger quân sự Nga cho biết các lực lượng Nga gần đây đã chiếm lại các vị trí đã mất ở vùng Kursk. Thủ tướng Ukraine Denis Mykhan trên Telegram cho biết 25 khu vực đã chịu những đợt tấn công. Hôm nay, 15 Oslat đã chịu ảnh hưởng từ một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, đối phương sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau, UAV, tên lửa hành trình và tên lửa Kinzhal. Đã có người bị thương và thiệt mạng. Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của họ. Các phần tử phá hoại người Nga lại một lần nữa tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Một số khu vực đã bị thiệt hại. Ukrenergo, đơn vị vận hành hệ thống truyền tải năng lượng quốc gia của Ukraine, đã buộc phải áp dụng các đợt cắt điện khẩn cấp luân phiên để ổn định hệ thống. Các trưởng cơ quan khu vực đã được giao nhiệm vụ thiết lập các trung tâm sơ tán và dự trữ để hỗ trợ những người bị cắt điện. Ông Smikhan một lần nữa nhấn mạnh rằng, để ngăn chặn các cuộc tấn công man dợ vào các thành phố Ukraine, cần tiêu diệt các địa điểm từ đó tên lửa Nga được phóng đi. Ông thúc giục Ukraine cần vũ khí tầm xa và sự cho phép từ các đối tác của mình để sử dụng chúng chống lại các mục tiêu của Nga. Ukraine hiện đang đẩy mạnh các cuộc tấn công tại khu vực Kursk của Nga, triển khai cả những đơn vị giàu kinh nghiệm chiến đấu khác, cùng với nhiều khí tài của phương Tây. Đây là lần đầu tiên lãnh thổ Nga bị xâm nhập kể từ Thế chiến II. Chiến dịch đột kích của Ukraine nhằm tạo ra một vùng đệm ở biên giới Nga, làm giảm khả năng của Moscow trong việc bắn pháo và máy bay không người lái các thị trấn và thành phố lân cận của Ukraine. Kiev đã phá hủy 3 cây cầu bắc qua sông Sem ở phía tây nước Nga, cắt đứt tuyến tiếp tế cuối cùng cho những đơn vị mà Moscow triển khai để bảo vệ khu vực này. Ông Alexander Sisky cho biết Kiev đã tiến vào Kursk từ khoảng 28-35 km, chiếm được 1.263 km vuông lãnh thổ và 93 khu định cư. Để đạt được thành công này, Ukraine cũng phải trả giá đắt. Theo giới phân tích, mỗi km vuông mà Ukraine chiếm được tại Kursk có thể khiến nước này mất thêm diện tích lãnh thổ tại Donetsk. Một số người suy đoán, nếu ông Donald Trump chiến thắng trước cuộc bầu cử Mỹ sắp tới, Ukraine có thể bị buộc phải ngồi vào bàn đàm phán với Nga và Kiev muốn sử dụng các vùng lãnh thổ chiếm được ở biên giới Nga làm con bài mặc cả. Ngoài mục đích giành lợi thế chiến trường và nâng vị thế đàm phán, giới quan sát cho rằng chiến dịch tấn công của Ukraine còn gửi thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ và đồng minh NATO, giúp họ xua tan nỗi e ngại về nguy cơ Nga có những hành động quyết liệt hơn, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Còn quá sớm để dự đoán liệu Ukraine có thể giữ vững được thành quả của họ hay không. Quân đội Ukraine đang phải chịu cảnh thiếu hụt nhân lực và đã rút quân dự bị từ các tiền tuyến khác như ở Donetsk và Kharkov để đưa họ vào trục chiến đấu mới. Trong những tuần tới, các lực lượng của Ukraine ở Kursk có thể bị kéo căng quá mức và buộc phải rút lui. Ngoài ra, cho đến nay, Nga vẫn chưa chuyển hướng lực lượng của mình khỏi khu vực Donetsk. Theo báo cáo của Financial Times, vào ngày 19 tháng 8, quân đội Nga đã chiếm gần như toàn bộ thị trấn New York, tiến vào Torres gần đó và xâm nhập vào trung tâm hậu cần của Pokrov. Konrad Mizuka, một nhà phân tích quốc phòng độc lập, đồng thời là giám đốc công ty tham vấn Trojan Consulting, nói với Financial Times rằng, với hầu hết lực lượng dự bị được đưa đến Kursk, Ukraine sẽ phải nỗ lực lấp đầy các khoảng trống phòng thủ và chống lại nhiều mối đe dọa từ phía Nga. India Express dẫn phân tích từ một chuyên gia Ấn Độ về các vấn đề chiến lược cho rằng Ukraine có thể đã mắc sai lầm khi tiến sâu vào Kursk. Chuyên gia này nhận định, nếu Nga không sớm ngồi vào bàn đàm phán và nếu các đối phương phương Tây không cung cấp thêm vũ khí đạn dược cho Ukraine, cuộc đột kích vùng Kursk có thể trở thành hành động tự sát về mặt quân sự của Ukraine.
Tổng thống Ukraine Zelensky đã thừa nhận tình hình ở tiền tuyến phía đông của nước này rất khó khăn. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã có hàng chục cuộc giao tranh ở một số điểm nóng trên tiền tuyến theo hướng đó. Một số báo cáo cho rằng Ukraine có thể đã chuyển một số nguồn lực quân sự từ khu vực Donetsk ở phía đông, nơi diễn ra những cuộc giao tranh dữ dội nhất ở Ukraine, để tiến hành tấn công Kursk. Nhiều chuyên gia lo ngại động thái này của Kiev có thể là sai lầm nghiêm trọng. Kể từ ngày 6 tháng 8 khi Ukraine bắt đầu cuộc tấn công xuyên biên giới, Nga đã tiến thêm được vài km về phía thành phố Pokrov thuộc Donetsk ở phía đông Ukraine. Ngoài ra, Moscow cũng tuyên bố đã kiểm soát khu định cư Salane cách Pokrov gần 20 km, cùng nhiều ngôi làng và một số khu định cư khác. Hơn 50.000 dân thường vẫn ở lại Pokrov. Nếu Nga chiếm được thành phố này, thì đây sẽ là trung tâm dân số lớn nhất mà Moscow kiểm soát kể từ tháng 5 năm 2023. Đối với Ukraine, việc mất Pokrov sẽ gây ra hậu quả nặng nề. Pokrov là trung tâm hậu cần của Ukraine, nằm ở ngã ba của hai con đường chính xuyên qua khu vực. Việc chiếm thành phố này được coi là chìa khóa để quân đội Nga thực hiện mục tiêu của Tổng thống Putin là kiểm soát các vùng Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine, còn gọi là Donbass. Quân đội Nga đã tập trung rất nhiều nguồn lực cho khu vực này. Các cuộc tấn công của Nga tại Donbass ngày càng dữ dội hơn, bất chấp vùng biên giới Kursk đang bị Ukraine xâm nhập. Một nhà phân tích cho rằng trọng tâm chính của Tổng thống Putin là hướng đến Donetsk, đặc biệt là thành phố Pokrov. Theo các quan chức địa phương, quân đội Nga hiện chỉ cách thành phố gần 10 km. Moscow được cho là đang chiến đấu để chọc thủng tuyến phòng thủ cuối cùng của Ukraine bên ngoài Pokrov, cách thị trấn lân cận Minokras hơn 6 km. Nếu như trước đây, Nga thường tìm cách chiếm giữ các thành phố của Donetsk, chẳng hạn như Avdiivka, bằng những cuộc tấn công sử dụng phương tiện cơ giới hạng nặng do xe tăng và xe bọc thép dẫn đầu, kết hợp với các cuộc ném bom trên không tầm xa, thì hiện giờ Nga chủ yếu phụ thuộc vào lực lượng bộ binh và những đơn vị nhỏ để tiến về phía Pokrov, một quan chức phương Tây lưu ý. Quan chức này nói thêm rằng, những cuộc tấn công bằng bộ binh và các đơn vị nhỏ của Nga đã gia tăng trong tuần qua. Xét về tốc độ mà Nga có thể tiến quân mỗi ngày, thì quân đội Ukraine ở Pokrov đang thực sự phải đối mặt với tình thế nguy hiểm. Nhóm phân tích Deep State của Ukraine báo cáo rằng, Nga đã chiếm giữ 3 thị trấn khác ở phía nam Pokrov. Ngoài ra, Moscow cũng tiến gần tới Novogrodivka, Zavidny và Ptychy, 3 thị trấn khác ở rìa Pokrov. Các lực lượng của Nga đã đạt được nhiều thành công hơn dọc theo tiền tuyến ở vùng Donetsk và đang nỗ lực tiến về phía các thị trấn Torezh và Siversk. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát thị trấn New York gần Torezh. Theo đánh giá của các quan chức phương Tây, để có được thành công tại Donbass, Nga đang mất binh sĩ với số lượng nhiều hơn con số mà họ có thể tuyển dụng. Quan chức này lưu ý, không có dấu hiệu nào cho thấy Nga có khả năng mở rộng quy mô tuyển dụng để bù đắp cho sự thiếu hụt này, mặc dù Moscow đã đưa ra những tiêu chí hấp dẫn để khuyến khích người dân nhập ngũ trong những tháng gần đây. Theo thông báo trên Telegram, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tướng Oleksandr Sisky cho biết, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn theo hướng Pokrovsky, lực lượng phòng thủ đang làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ Torezh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đang đạt được những kết quả mới ở Kursk. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba viết trên mạng xã hội X hôm 26 tháng 8, sáng nay, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn vào 15 khu vực của Ukraine, chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng và hệ thống năng lượng của chúng ta. Theo ông Kuleba, cuộc tấn công của Nga đã dẫn đến thương vong và thiệt hại cho dân thường, cũng như thiệt hại cho các cơ sở năng lượng của Ukraine. Ông Kuleba cho biết thêm, cả hai lần quyết định cụ thể mà các đối tác của chúng ta có thể đưa ra để giúp chúng ta chấm dứt cuộc tấn công của Nga sớm hơn. Đầu tiên, cho phép các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine vào tất cả các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga. Thứ hai, cho phép sử dụng hệ thống phòng không của các đối tác để bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái gần không phận của họ. Không có quyết định nào trong số này là leo thang, ngược lại chúng sẽ ngăn chặn Nga và số lượng các cuộc tấn công của Nga, cũng như thương vong do hậu quả của các cuộc tấn công. Hãy hành động ngay bây giờ, không phải sau này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay cũng đưa ra lời kêu gọi tới các đối tác phương Tây để tăng cường hỗ trợ cho Kiev, sau khi ông cáo buộc Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công quy mô lớn nhất, một cuộc tấn công kết hợp với hơn 100 tên lửa các loại và khoảng 100 máy bay không người lái xa khét. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, trên khắp Ukraine, chúng ta có thể làm nhiều hơn nữa để bảo vệ các sinh mạng nếu lực lượng không quân của các nước láng giềng châu Âu của chúng ta hoạt động phối hợp với các máy bay F-16 và hệ thống phòng không của chúng ta. Nếu sự thống nhất như vậy đã chứng minh được hiệu quả ở Trung Đông thì cũng phải có hiệu quả ở châu Âu. Ông Zelensky tuyên bố,
Ukraine không thể bị hạn chế về khả năng tầm xa khi đối phương không phải đối mặt với những hạn chế như vậy. Mỹ, Anh, Pháp và các đối tác khác của chúng ta có đủ sức mạnh để giúp chúng ta ngăn chặn điều này, đã đến lúc hành động quyết đoán. Không quân Ukraine thông báo phát hiện hàng chục tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào hầu hết các khu vực trên khắp đất nước, từ các khu vực tiền tuyến phía đông Kharkov và Dnipro đến thành phố cảng phía nam Odessa cũng như thủ đô Kiev. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan viết trên Telegram, Nga một lần nữa đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Ông cho biết ít nhất 15 khu vực ở Ukraine đã bị nhắm mục tiêu trong cuộc tấn công kết hợp của máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa siêu thanh Kinzhal. Công ty năng lượng quốc gia Ukraine Ukrenergo đã buộc phải thực hiện cắt điện khẩn cấp để ổn định hệ thống. Theo Sergei Kovalenko, giám đốc điều hành của công ty năng lượng Rasno, tình trạng mất điện đã được ghi nhận ở một số thành phố, bao gồm Kiev và Dnipro. Sau cuộc tấn công vào sáng nay, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Haluchenko cho biết ngành năng lượng Ukraine đang trong tầm ngắm và mức độ thiệt hại đang được điều tra. Theo chính quyền Ukraine, đã có báo cáo về các trường hợp tử vong tại các khu vực Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Volyn và Zhytomyr. Theo chỉ huy quân sự khu vực, ít nhất 5 người đã bị thương tại khu vực Poltava, miền Trung, khi một cơ sở công nghiệp bị tấn công. Tại Kiev, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố cho biết các hệ thống phòng không đang hoạt động trong khu vực và vùng ngoại ô thủ đô, đồng thời khuyến cáo người dân nên ở trong nơi trú ẩn.